xin chia sẻ với quý vị, đây là lễ 18 tháng 5 năm 1939 của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo chúng ta. Ngài sanh tại thôn Hòa Hảo, và Ngài lấy hai chữ Hòa Hảo để làm gì quý vị? Hai chữ Hòa Hảo, Hòa là thượng thảo, Hảo là tốt đẹp, và hai chữ này vượt lên sự tốt đẹp nữa. Và sinh dưỡng tại làng Hòa Hảo, nên Ngài mới nói Hòa thôn Hảo cảnh xứ chi ta, tạm giác nhân sanh bể ái hà, mở sát quỳnh dân thân sát trẻ, chờ Ngài thiên định thiết hùng ca. Nên thưa quý vị, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút, phiên bá tánh tầm tuyên rời tục, chỉ mái trời bày tỏ diệt về sau, gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy y dình đạo pháp. Đó. Nên Ngài mới dân năm sắc lệnh để xuống đây lâm phàm giải thế. Quý vị đón chờ coi em YouTube Bùi Văn Dùng quay. Quý vị ơi, thưa quý vị, đại lễ 18 tháng 5 năm 1924 này rất là tuyệt vời quý vị. Các xe cộ đều hé gồng phụng là long lân quy phụng là nơi bóng tùng. Chúa tôi tương hộ ngộ trường cùng, bá gia gõ biết lão cùng là ai. Đó, thành thử ra quý vị đón chờ coi nha. Ở dưới sông thì có ông năm chèo đồ nổi hé quý vị, người ta làm cộ đèn vừa dưng dưới sông vừa trên bờ. Nên quý vị hãy đón coi. Đó, để mình nhìn Đức Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta sẽ hành theo cách ấy. Đó, rồi các ông ấy dạy điều chánh lý ta khá dâng lời. Nên quý vị hãy đón coi mấy em YouTube quay đó quý vị coi nha. Ngày xưa khi Đức Quỳnh Giáo Chủ dẫn Đức ông đi du sơn, thì thầy kêu Đức ông là đem theo bộ đồ lớn để nữa làm lễ. Và Đức ông mới mua theo 10 ổ bánh mì. Thì Đức thầy mới nói ông cả ơi, ông đi dọc đường đó ông bán 10 ổ bánh mì đó đi, cho ta đi đồng đi ruộng gì đó, ta thấy ta lấy ta ăn đi. Chứ ông đi theo tôi thì không có đói đâu. Đức ông miễn cưỡng thôi mang 10 ổ bánh mì, nhưng mà Đức ông cũng còn tiếc quý vị. Thì khi mà dẫn Đức ông lên núi ông Két ngủ, thì Đức thầy có tả là non tiên gió mát tội lòng thay, thức cảnh thiên nhân nhã một bài, những tưởng ước mơ về nhược cảnh, nào ngờ không cánh lấy gì bay. Đó, dắt xác phàm phu ẩn non đòi, tức là xác của Đức ông còn phàm phu. Họ hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay, chư sơn bảy núi đều hòa mặt thầy tớ thảnh thơ chở gót hài. Đó, khi dẫn Đức ông đi tham quan lên núi Tà Lơn, thì Đức thầy mới kêu ông cả ơi mặc đồ lớn để kính lễ. Thì ông mới gặp một ông ngồi trong cái điện, thì Đức ông hỏi ông này là ai vậy. Thì Đức thầy mới kêu đâu ông cả là hỏi ông đó coi. Thì Đức ông lại hỏi, thì ông trả lời là tôi là Nguyễn Trung Trực. Thì đi một hơi nữa thì gặp một ông ngồi trong điện nữa, thì mới trả lời là ông Đức ông lại hỏi, thì ông đó trả lời là tôi là Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành. Là hai vị đó vẫn còn ngồi ở trên núi Tà Lơn để chờ. Nên trong cái đoạn giảng của Đức Phật Trùm mà cuối đoạn giảng đó, nên Ngài có nhắc Nguyễn Trung Trực: Nguyễn ra tay mới là ứng thí, sắp cơ binh tàu nhật hoàn toàn, nơi chặn tiền phụng mạng lướt sang, cờ phụng mạng Thích Ca cao quý. Đó, nên Ngài nhắc là Nguyễn Trung Trực và Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ của mình. Còn về ông Năm Chèo thì Đức Phật Trùm Ngài cũng có nhắc: bên sông trước có nhiều thứ cá, cá nhiều con lớn quá dị kỳ, đường dàm nao sao lợi khó đi, thứ cá lớn chở người nghiện bạo, chừng biến chuyển mới hung hăng nuốt gáo, các cù lao sụp đổ à mì, cửa mặt dân sao lại khó đi, Phật là tiểu tràng an đạt đạo. Đó, trong hang nha cha đóng đồn cha khảo ghê, nói đuôi tớ láng ông tà, thương nhân sanh kẻ khóc người la, đến chừng đó bỏ ghê lội bộ. Người ta thường nói là giàu thì sắm ghe để chờ nước lớn chèo te vô dòng, nhưng mà dòng nào quý vị tránh quý vị? Chừng đó lục 28 mét nông thì dòng nào quý vị tránh? Nên chỉ quý vị chỉ còn Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Niệm chữ từ bi thì giặc chi cũng sợ. Mình tu mình niệm để qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục mới ngao du tiên đài. Còn quý vị nè, nếu mình có đạo rồi phải giữ đạo chờ thầy, đừng bao giờ theo cái đạo khác mà làm tà đạo mà nhân hư bất dụng. Tại vì ông Phật Trụng cho biết là dông sư phản đạo đem ra lấy lực tiêu hà sự chẳng gốm tay, đời này nhân nghĩa mấy ai, làm quan xây các lầu đài cho dinh thân, miễn sao mình được ấm no nước nghèo, dân khổ đói no mặt tình. Nam mô lực pháp chẳng dình, sự phân bất chánh dân tình khổ đa. Đó là lời của Phật Trùm. Ông mới nói là lấy lực tiêu hà sự chẳng gốm tay.
ông Tiêu Hà này, ông ban cái lịch Tiêu Hà này hồi thờ mà Hạng Võ đánh với Lưu Bang á quý vị. Khi Hạng Võ thắt trận, ngài cắt đầu tại bến sông rồi bắt đầu á, ông Tiêu Hà ổng mới ngồi viết của bộ lực cho ông Lưu Bang. Ổng viết là con mà bắt hiếu với mẹ là chém, trò mà bắt hiếu với tôi mà bắt hiếu với vua là xử, trò mà bắt hiếu với thầy là chặt. Nên mẹ ông mới ngồi chờ ông ăn cơm, bà mới nói là Tiêu Hà con hãy nghỉ đi để ăn cơm. Thì ông mới trả lời là không mẹ, con đang viết bộ lực này mà nghỉ thì không có hiệu nghiệm. Nên ông chờ viết xong có bộ lực, ông mới đem lại trình với Lưu Bang, bệ hạ hãy chặt đầu tôi để làm quân lệnh. Thì ông Lưu Bang mới giật mình, trời ơi mày là quân sư giỏi nhất trong chào của tao. Thì ông mới nói là đồng ý là như vậy, nhưng mà tôi viết cái bộ lực này con mà bắt hiếu với cha mẹ là chẻ chém, nhưng mà tôi viết bộ lực này cho ông, tôi để mẹ tôi chờ tôi ăn cơm, là tôi là người bắt hiếu đầu tiên nên ông phải chặt đầu tôi để làm quân lệnh. Nếu ông không giết tôi thì bộ lực này không có hiệu nghiệm. Ông nói vậy hoài, ngày này qua tháng kia hoài. Ông Lưu Bang tức quá, bây giờ là quân sư giỏi nhất trong triều mà chém thì sống dai. Ông mới, ông Lưu Bang mới nảy ra một cái kế là chuốt một cây roi tre. Khi Tiêu Hà đứng mà ngã cái bóng ông xuống đó, thì ông chặt vô cái bóng nè, tao chém mày nè. Thì cách đó là 5 thước thì Tiêu Hà gớt cái đầu xuống. Tại vì thiên tử chém mà, vua ngày xưa chứ không phải vua bây giờ, nó là thiên tử chém mà. Thành thử ra quý vị thấy vậy đó, nên là vong sư phản đạo đem ra lấy lực Tiêu Hà sự chẳng gớm tay, quý vị đừng phản đạo. Thí dụ bây giờ quý vị tu theo Phật giáo Thống Nhất hay Phật giáo Hòa Hảo thì vẫn giữ đạo, hay là tu theo Thiên Chúa giáo Cao Đài giáo thì phải giữ đạo để chờ thầy mình trở lại, đừng theo đạo nào hết mà có lỗi. Tại vì lầm tà đạo là dân hư bất dụng. Mà ông Cao Đài của chúng ta là ông có mấy câu kệ là thời kỳ này chỉ có 3 ngôi ra mặt, một là Phật giáo, Phật giáo bên kia Phật giáo chúng tôi là một, rồi Thiên Chúa giáo Cao Đài giáo. Mà ông Cao Đài ông có mấy câu kệ là Minh Sơn đạo thời kỳ mà kiếp thức tỉnh đời cho kịp long qua. Mấy cao cả càng khôn nắm chủ quyền, và chủ quyền bên đạo chứ không phải bên quân sự nha. Đài Sơn hiệp tác để khai thiên, giáo minh chân lý mau quầy lợi, chủ yếu tu hành tác Phật tiên. Nên mình có đạo phải giữ đạo chờ thầy. Dầu cái đạo mình vô chùa mà thấy người ta tu không chân chánh thì kệ người ta, mình không chịu được thì mình về nhà mình tu, chứ không có gì lạ chứ. Tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, sách xưa có câu thiên kinh dạng điển hiếu nghĩa di tiên, muôn dạng quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Hôm nay ta đã quy y đầu Phật tu niệm tại gia, ta hãy cố gắng dâng lời thầy tổ để chỉ dạy và lo tròn câu hiếu nghĩa. Đó, Đức Phật thầy Tây An thời xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng muốn làm xong hiếu nghĩa có 4 điều ân ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm chọn. 1. Ăn tổ tiên cha mẹ. 2. Ăn đất nước. 3. Ăn tam bảo. 4. Ăn đồng bào và nhân loại. Ta hành xong 4 cái hạnh này, chúng ta sẽ đắc quả như ngài, chứ không còn lạ nữa. Thầy nói là trên 5 non gồng phụng tốt tươi, miền 7 núi mà sao báu quý. Khùng phiên hết kẻ ngu người trí, gán tĩnh tâm suy nghĩ đạo màu. Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét 2 đường tà chánh. Nó nên có câu là trên 5 non gồng phụng tốt tươi. Mà có những anh chàng đồng đạo mình anh giải 5 non là năm cái dồ thiên tế cây quế bù hông gì đó thưa quý vị. Nhưng mà 5 non này tôi xin kể cho quý vị nghe, được Quỳnh giáo chủ thừa nhận mỗi một cái non là có một đoạn dọn giảng của Đức Quỳnh giáo chủ. Non thứ nhất là non Hy Mã Lạp Sơn là bên Ấn Độ. Non tiết sang lú gừng thâm thẩm, mới đem thân phàm tầm đạo siêu sanh, đến ngày nay còn gạn lấy danh, khắp 4 biển dân lành sùng bái. Sùng bái Dương Tư Thích Minh Tệ mình bây giờ. Đó, muốn lập đạo có câu thành bại sự chinh chiên của khách thiền môn, khắp cháu 6 châu nước tiếng người đồn. Bây giờ ông đang đi 6 châu đó quý vị. Khắp tiếng người đồn ta chịu khổ, khổ cho 3 tánh. Nói non thứ hai là trên Tà Lơn, mà quý vị đọc lại cái quyển 3 của Đức Quỳnh giáo chủ viết: ngồi trên đảnh núi Liên Đài, tu hành tầm đạo một mai cứu đời, lan thiên một cõi xa chơi, non cao đảnh thượng thảnh thơ vô cùng, là non thứ hai. Non thứ ba là Đức Quỳnh giáo chủ dẫn Đức Ông đi núi Ông Két, ngủ tại núi Ông Két, nên ngài nói non tiên gió mát tội lòng thay, thức thảnh thiên nhân nhã một bài, là non thứ ba. Việt Nam mình may duyên được 2 non.
Rồi non thứ tư là non núi ông Cấm, không cãi nhưng mà không có độ giảng, chỉ có non Phụng Hoàng Sang. Đó, non thứ năm là ở bên Trung Quốc á quý vị, không có bên này. Tại ngày xưa ông Bồng Lai Phương Trượng này, ông tu tại cái non Nhược Thủy đó, nên Đức Quỳnh Giáo Chủ thừa nhận là sao được dựa nơi non Nhược Thủy. Đây trưng bày phiên dịch can kỹ đờn những câu tỉ mỉ gung hồn, cho người lành giả ái bắt nôn cúi đầu trước quy y Phật Pháp. Đó, mấy gung chuông lành bằng muôn tiếng kệ, gọi hồn người hành thiện chí kinh, ra phiên dân hẹn có sơn minh, diều ba tánh hứa câu thệ hải. Đó, thành thử ra quý vị hãy trở về nội tâm mình, là năm cái non mà được Đức Quỳnh Giáo Chủ thừa nhận, chứ đừng có bài vẽ nữa mà mang tội. À, bây giờ trên núi á, người ta thấy cái cục đá mà ngồi có cái càm đưa ra thì hơi giống Thích Minh Tuệ, mà bây giờ ta cho là Thích Minh Tuệ cũng mấy anh tu sĩ của mình nha, dựng chuyện để nói nữa đó. Quý vị đừng có lầm mà chạy theo đó tốn tiền xe rồi mệt lắm. Cái tảng đá này người ta có mấy trăm năm mấy ngàn năm mà sau lúc đó không dựng đi, không nói đi, để tới bây giờ có Thích Minh Tuệ ra đời rồi dựng đây là Thích Minh Tuệ rồi. Chạm ở trong màn ảnh thì có mắt có mũi này kia, rồi có y áo của ông đó là tạo duyên giả phàm gian thân giả đó quý vị, nó bày ra để nó lừa quý vị đây, nó kiếm tiền nó ăn nữa đó quý vị. Quý vị hãy cảnh giác chỗ này nha. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đẽo những cây dưới củi, đắp xi măng sơn phết đặt tên, ngục A Tỳ giữa kế một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Đó, nên làm trai đàn mới che miệng thế gian. Quý vị hãy ngồi ngay da của mình, đang thờ phượng của quyền mình hay đức thầy của mình, nên sẽ trở lại nội tâm. Đạo là gì? Đạo là con đường, đi chúng thì sống mà bước chặt thì sẽ tắt chết. Con người gồm có bốn chữ đạo, nhất là đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xưa, phải khắc trong cốt ghi xong xương. Chứ bây giờ họ tu lết lết không ra cà ớt gì hết quý vị. Đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thách. Quý vị giữ xong bốn cái đạo quý vị đã đắc quả 50% rồi. Cộng với quý vị niệm Phật nữa thì phước huệ song tu đồng chân bị ngại. Quý vị đừng có nghe nữa. Quý vị hãy bỏ ngoài tay những anh thầy chùa mình xàm tăng xàm xí, nói không dính vô chánh pháp. Những anh đồng đạo của mình mà mượn đạo tạo đời, quý vị đừng có nghe nữa. Nó dụ quý vị về trên núi này kia kia nọ, bắt đầu nó cho quý vị, rồi bắt đầu nó dụ quý vị bán thuốc không có thương hiệu, không có nhãn mát. Bây giờ nó đang lừa bằng cách này nè. Tại vì ngày xưa thì lúc mình còn trẻ thì mình lấy sức khỏe để mua tiền, mà bây giờ mình lấy tiền để mua sức khỏe thì ai cũng phải đau rồi, đau quả đau căn để trả. Trả làm gì mà Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là quả dữ trả rồi nhân thiện mới đến. Tại vì mình đang tu thì quả mình sẽ tới đòi mình, mình phải chấp nhận trả cho người ta. Tại ngày trước mình sát giết người ta thì nghiệp sẽ tới với mình, không ai mà chạy thoát khỏi cái nghiệp báo này. Nên quý vị hãy gán niệm Phật để giải cái nghiệp quả này. Nên Đức Thầy Quỳnh Giáo Chủ cho biết là quả dữ trả rồi nhân thiện đến, nếu thầy đắc đạo bỏ con sao. Hả? Thành thử ra thầy đã hứa quý vị rồi. Chứ những anh thầy chùa xàm tăng, những người mà nói không đúng chánh pháp thì bây giờ thu nhập kém rồi, không có còn gạt người ta nữa được đâu. Như chùa Ba Vàng quý vị thấy không, cọng cỏ phi ly mà dám dựng lên là xá lợi tóc Đức Phật, tay ông phân phát nhận tiền, miệng ông cười te tét như nông dân được mùa, gom góp tiền bao thơ thôi hết biết luôn quý vị. Quý mà không nghĩ đến mảnh đời đau khổ người ta ra đời, ta mặn mướn giác tối ngày nắng 30-40 độ này, một ngày chỉ có 200 ngàn mà phải bỏ bao thơ cúng, quý vị cúng nhiêu đó. Thành thử ra mấy ông ngồi nhà mát hưởng bát vàng, mấy ông dạy người ta đắc quả gì, mấy ông đưa người ta đi đâu, cả bản thân mấy ông còn trốn không khỏi, mang dép chạy còn xong nữa. Nên mấy ông hãy trở lại nội tâm. Gốc lâm dồ mà 300 năm mà còn phải chốc gốc kìa, cái gốc của mấy ông cũng không có trụ nổi đâu. Nếu nhân quả đến mấy ông trụ cũng không nổi đâu. Nên phải trở về con đường chánh đạo của mình, đừng làm tà đạo mà nhân hư bất dụng. Rồi em có gì muốn hỏi tiếp? Dạ thưa chị, nhờ chị cho biết giùm cái mẫu chuyện bên thầy mà thầy hồi trước 1939 mà thầy bệnh, thầy lên núi Trà Sư, Đức Ông dẫn thầy đi chỉnh để chị bệnh á. Chị cho biết giùm cái đoạn đó giùm.
Cái lúc đó thầy, đức ông mới dẫn đức thầy đi lên ông đạo sang. Ông đạo sang đó thì ông có cái cây xôm, miễn ai tới ông thì ông đem cây xôm đó ra ông xôm để ông trị bệnh. Thì khi ông đạo sang đó, ông mới đem cây xôm ra ông xôm đức thầy, thì thầy chỉ vô mặt ông, thầy nói nè, tôi nói cho ông biết tôi không có bệnh hoạn gì đâu mà xôm tôi. Thì ông mới giật mình, ông mới ra ông thắp hương, ông mới hô phong quán võ kêu chư thần về để cùng ông để trị bệnh cho đức thầy. Thì ông thấy bốn chư thần về, mà bốn chư thần về không phải ủng hộ ông để trị bệnh, mà bốn chư thần hầu bốn góc giường mà thầy đang nằm ở trên núi Cà Sư. Thì chừng đó ông mới say qua nói với ông, thôi ông ơi, ông cả ơi, ông dẫn về đi, chừng nào ông mở đạo mà dạy người thì ông biết ông là ai à, chứ bây giờ chị gì nữa mà chị. Thì đức ông mới dẫn đức thầy về. Khi đó đức thầy năm 1939 đức Quỳnh giáo chủ mở đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì ông đạo sang đó, ông có ông đạo xôm đó có xuống, ông quy y với thầy, thì thầy chấp nhận cho ông quy y. Thưa quý vị, một vị giáo chủ khi ngài ra đời phải trải qua cuộc nhồi nhã sảy sàng bệnh, lúc đó ngài đau thân xác, ngài ốm gầy hao mòn này kia, tại vì ngài mượn xác con đức ông đức bà, mà mượn một chàng tuổi trẻ tục phàm mượn tay, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm mượn tay gã từ qua thần hạ bút, nên thầy mới mượn con của đức ông đức bà, và ngay ngài hạ sinh xuống ngay làng Hòa Hảo, xã Hòa Hảo, thôn Hòa Hảo, nên ngài mới viết là Hòa thôn Hảo cảnh xứ chi ta, tạm giác nhân sanh bể ái hà, mượn xác Quỳnh dân thân xác kẻ, là mượn xác của họ Quỳnh dân thân xác kẻ, chờ ngài thiên định thiết hùng ca đó, nên chờ ngài thiên định thiết hùng ca để giảng dạy cho bá tánh trở về con đường đạo đức, để mình tu để cứu vớt cuộc đời của mình và cứu vớt dòng họ tổ tông của mình, về cực lạc mới là hết khổ. Cả thế giới mưa hòa gió thuận, tạo nền móng thánh quân đặt dựng, nơi chiều ca mới gầy dựng tối hiền, giờ hát câu thiên lý diện nghiêng, nên còn đại thiên quay nấy định, tỏ tình đời ít câu cung thỉnh, mong khán quan vào cửa xem tuồng, cỏ cùng cây điểu thú chim muôn nhân, dưới giặc quần lai bụng thánh, đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đậu nhà. Đó mấy đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thành thất, mấy bồ đào ngũ thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc mà chúa hiền tô chung. Nói chúa thì hiền, sau này mình sẽ sống với đời vua, ông vua này ông đắc ba quả thánh nghe quý vị, nhân hoàng cũng ổng, thiên hoàng của ông, địa hoàng cũng ổng, thiên hoàng cũng mở, cũng lấy lễ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian, ấy là đến lúc xây sang tam hoàng trở lợi thì đời thượng quân, yêu dân lòng chớ có sờn, gái tu thì được xem đờn trên mây. Má người hung chết gách chặt thay, dồn xem bắt thảm ngày gài cho dân, mấy người còn được sát thân thì là đài ngọc cát lăng dựa kề. Nó thành thử ra đức Quỳnh giáo chủ nói phiên trần thương trần ta cũng gán thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân. Đó, ông Phật mà ông còn thề để cho quý vị tin tưởng để quý vị tu rồi. Đức Quỳnh giáo chủ chúng ta là một vị giáo chủ mà ngài nói ra đời dạy dỗ anh em, xem qua bạn gái đem vào lòng, người tu như thể bá tòng. Nên đức Quỳnh giáo chủ có nhắc là cách cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu, chẳng sớm lo chần chờ sợ lão, e sau này tâm não đoạn trường kẻ e sau này tâm não đoạn trường. Nên ông cách cô độc á, ổng mới lợi sinh với thái tử là mua cái giường để hiến cho đức Phật thuyết pháp. Thì thái tử Kỳ Đà mới nói là ông đem vàng ông trải hết tới đâu thì tôi bán cho ông tới đó. Thì ông cách cô độc ổng mới suy nghĩ không biết lấy vàng ở đâu để mà lấp đầy cái mặt đất cho thái tử Kỳ Đà. Nên khi đó người ta cán vàng ra thành miếng thiết, nhiều miếng thiết nhiều cái gì mới trải được, chứ không mà vàng miếng mà trải biết nhiêu cho đủ. Thì ông thái tử ông mới nói là bộ nhà ngư sợ ta bắn mắt hay gì mà còn suy nghĩ nó. Dạ không, con tôi tính coi cái kho nào mà đem lại trải cho nó mau. Thì khi mà ông thái tử Kỳ Đà đó trải xong rồi, còn mấy cái gốc cây thì chưa có trải, mấy cái rễ cây đó chưa có trải, thì thái tử Kỳ Đà ông mới lén lén lại coi đức Phật nói cái gì mà ông cách cô độc này kính bái như vậy. Thì ông lỡ nghe đức Phật thuyết thì ông nói với ông cách cô độc là bây giờ mặt đất ông đã trải rồi, tôi đã bán cho ông rồi, còn những cái gốc cây, những cái rễ cây là ông chưa có trải, nên thôi mấy cái đó là tôi không bán, nhưng mà tôi để hiến cho đức Phật
Đó, quý vị thấy không? Người ta nghe được, người ta giác ngộ được, người ta tỉnh thức được. Đó, người ta mới hiến cho Đức Phật. Đó, ông Cách Cô Độc mình là một người rất là tuyệt vời. Đó, nên ông mới đắc quả như thế. Còn bây giờ những anh chàng đại gia của mình, người ta thấy người ta bận rộn với chuyện làm ăn nên người ta không có thể đi bố thí được. Nên người ta tính đâu là gỡ vô chùa cho mấy ông sư trưởng này, mấy ông có bằng cấp này để làm phước dùng cho người ta. Nhưng mà không ngờ vô họng năm chèo chân, gỡ bao nhiêu thì tài sản riêng của mấy ông hết, chứ mấy ông chẳng có ban gì cho người ta hết. Nên phiên với mấy anh đại gia của mình, hãy nhín một chút. Thời gian quý báu nào đó, quý vị hãy chạy xe ngoài đường, gặp cô bác nào nghèo khổ, quý vị ghé lại quý vị cho đi. Đó là phước đức vô lượng đó quý vị. Chứ quý vị gỡ về cho mấy thầy chùa nhảm này, mấy tu sĩ giả bên tôi nè, thì vô hỏng hết trơn à. Nó chỉ cho một phần nào đó để tượng trưng, để quay hình ảnh cho quý vị coi thôi. Nó còn mấy anh YouTube giả nè, cái mảnh đời bất hạnh đau khổ người ta rồi, gọi quay được 25 triệu cộng đồng mạng gỡ về, thì nó lợi nó chia người ta 5 triệu đó. Nếu bây giờ bà không chia thì tôi không đưa, thì bắt buộc người ta nghèo quá ta phải chịu thôi. Nên xin nói với quý vị như thế này nè, YouTube giả nè, tu sĩ giả nè, thầy chùa giả nè, bằng cấp giả nè, thầy thuốc giả nè, nhưng phải có số đồ thiệt để ta nhờ. Cũng như những người đi làm từ thiện mà người ta không có nể nắng nôi, ta đi hái thuốc này kia, ta chặt thuốc ta phơn, những đồ người đó là những người đồ thiệt đó quý vị. Quý vị hãy nhận xét cho thú thấu đáo rồi hãy gửi tiền. Cái những người mà đưa cái số điện thoại quý vị lên để kêu gọi cộng đồng mạng là 100 người, giả hết 99 người, tôi nói thiệt cho quý vị đó. Không phải tôi nói tôi tốt, chứ tôi nói thiệt cho quý vị, từ lúc tôi đi nói đạo giờ là 4 năm. Nếu quý vị mà bắt được tôi có kêu gọi cộng đồng mạng nào gửi về cho tôi đồng bạc nào, tôi chỉ chịu trách nhiệm với quý vị đó. Cả số điện thoại tôi còn không đưa lên, mà tôi không xài luôn đó, tôi không xài số điện thoại luôn đó. Tôi chỉ xài trên Zalo vậy thôi, chứ tôi không xài số điện thoại luôn nữa. Thành thử ra quý vị biết không, ông ba thớ của mình ông cho biết là ăn không phải một cách cũng không siêu. Nếu mình muốn đắc đạo thì đừng bao giờ ăn của người ta, nếu ăn không phải một cách cũng không siêu. Đó, như cái đệ dùng quay YouTube này, quý vị hãy coi đệ dùng này đi. Tại vì tôi bắt được đệ dùng này, đệ nguyện là tiền YouTube của đệ, đệ sẽ cho người ta hết, đệ chỗ này để cho, chỗ kia thì đệ cho. Nên tôi mới chấm được đệ này. Còn bao nhiêu trang YouTube khác là đồ giả không quý vị. Nó lợi quý vị, nó quý vị nói với nó hốt tiền nó ăn không à. Chứ một cách nó chưa bao giờ nó bố thí ra cho cái người nào, nó còn lợi dụng gạt lường. Nên từ ngày sắp tới những cái anh chàng YouTube giả là tôi không cho lên nữa. Tôi không nói cho những người đó quay nữa. Đừng bao giờ lợi kiếm tôi nữa. Tôi nói thiệt, tôi nghèo tôi chết đói thì tôi chịu, chứ tôi không bao giờ kêu gọi những người. Thí dụ bây giờ quý vị nói bây giờ chị Tư chị đi chùa cho em gỡ cúng chùa 500, 200, 300 đó, thì tôi làm dùm cho quý vị thì được. Cái tôi chẳng kêu gọi gì hết, tôi chẳng đưa số điện thoại tôi lên trên cộng đồng mạng, mà tôi chẳng kêu gọi cái gì hết. Tại vì tu để làm gì? Tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục mới ngao du tiên đài. Đó, nếu mình kêu gọi mà mình làm không đúng, ăn một không phải một cách cũng không siêu. Nói như mấy anh đồng đạo mình bây giờ bể tùm lum hết trơn, bể tùm lum tà la hết trơn, quý vị thấy không? Tại vì Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, ghét người thì kiếm chuyện dễ thiêu, mà thương diện lẽ thấp cao vào cửa. Đời bất công mấy ai xem sửa, trên điêu hoa vẫn chẳng phục tùng. Phiên Lê Dân lấy gì lẽ chí công, mạng ở nói năng chân chắc, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, thi thoát ra đôn chánh thiện từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả gương đeo đắm. Đó, nên thầy nói nhiều chưa? Chào khán giả đó cô Tân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin gửi lời chào quý vị cộng đồng mạng, quý vị hãy tu gấp gấp lên. Để đồng bay về cực lạc một đàn, thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu ngạo bán. Nói thì nói chờ ngày thấp thoát, chờ dòm im chờ thì cứ ra tay. Quyết chèo thiền đến chốn Bồng Lai, mới ngơ nghĩ tấm thân của lão. Xin lễ phép chào quý vị cộng đồng mạng nha. Quý vị hãy tìm lại cái kênh Bùi Văn Dụng để nghe nha. Chào quý vị.